thì cái cháu từ trước giờ ngày nào tao bế cho rồi, đi ăn cỗ là tao không đồng ý là phải nghe. Thế thôi, cũng thấy đi chúc mừng bà, đừng mời bà bè bà tới nữa, mang dịch về đây làm gì. Bạn bè này cũng không có dịch nó mới mời, chỗ nào có dịch thì tao biết. Không thể là bà biết người ta có dịch không, kể cả người ta cũng chạy. Đi ra ngoài là không cho đi. Thế giờ mới dịch về nhà.
giờ không đi chẳng ai ra trách trong lúc dịch này. Bà mới biết xem thử bà có ai cưới bà không đi xem người ta trách không? Không ai trách người ta trong lúc dịch này. Người ta đi, đi mừng mình rồi, cho mình phải mừng lại. Việc đấy là đương nhiên. Rồi. Người ta đi không bây giờ trong lúc dịch này người ta cũng không trách đâu. Bà biết người ta không hiểu thế. Không ai trách trong lúc dịch này, lúc bình thường cơ mà không đi người ta mới trách. Thế còn ví dụ trong lúc dịch này thì bỏ được là tốt. Tao thế này trong lúc dịch tao bỏ luôn. Bạn bè này này trong lúc này là bạn bè tao cần cái số bạn tao nhờ một cái số việc của tao cần. Tao đổi với nhau. Việc của tao là tao mới trao đổi việc của tao là tao mới cần cái bà gần hàng xóm này sang thôi. Hàng xóm cần cái gì? Làm lụng cái chỗ nào tao cần thiết thì cái bàn bạc cái số việc của tao cần phải làm ấy. Đấy sang. Còn mày đi ăn cỗ không cần đi không sao. Cái mừng mình rồi là mình phải mừng ngay. Không tao bảo không cần mừng. Trong lúc dịch này người ta có thông cảm đấy. Người ta không thông cảm. Sao lại biết là người ta thông cảm? Cái bà biết người ta thông cảm. Không có đi đâu hết. Bảo rồi cứ phải cãi nhiều. Chồng mày cứ đi làm quần quật tí quật sang là quần quật bà cứ lấy chồng quần mày cứ ở nhà mày cứ đi cỗ bàn để nhún đi con nói con bà đi mừng một tí rồi về con bảo con đi về từ sáng tới tối đâu không có cãi con nên là bà đó tao bảo không bế luôn bà có thể tao có làm gì chứ làm đầu nữa bé này gửi ai được thì gửi đấy bè à tôi nghĩ gửi ai được thì gửi đấy sao nào mà đi ra về mà đi về nhà có chút nào bảo nhoi đấy gửi đấy còn ta không chết thì với cháu từ trước giờ ngày nào ta cũng bế cho rồi đi ăn cỗ là tao không đồng ý là phải nghe thế đó thôi con gái đi chúc mừng cái bà đừng mời bạn bè bà tới nữa mang dịch về đây làm gì bạn bè này cũng không có dịch nó mới mời với chỗ nào có dịch thì tao biết không thể là bà biết người ta có dịch hay không kể cả người ta chạy biết người ta cũng biết thì biết chứ sao chỗ nào có dịch thì ta niêm phong ở ngõ này ta để giấy ở đấy dán ở cổng này biết chỗ nào có dịch chỗ nào không có dịch người ta đang có virus trong người ta chỉ biết cả ngay bà bây giờ bà có virus trong người sao lại không biết sao biết người u ớ là sao cũng biết đúng rồi u ớ không thể được một là một đấy gửi con gửi nó ai được đi con đi 5 phút gì kêu đi từ sáng